BlackBerry đã đâm đơn kiện Facebook vi phạm sở hữu trí tuệ về dịch vụ tin nhắn tại một tòa án ở Los Angeles, Mỹ. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ kiện này. 10 năm trước, BlackBerry từng là nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới. Nhưng giờ đây, quả dâu đen đang dần chuyển sang cung cấp phần mềm cho các chính phủ và các tập đoàn lớn.